là kịp thời là bổ sung về là cụ thể 170 của Hội đồng nhân tỉnh về thông qua cái mức. Sáng nay, ngày 11 tháng 7 năm 2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khai mạc kỳ họp lần thứ 12 khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Văn Nghiêm nhấn mạnh, năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thắng lợi mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Tình hình kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2019 tiếp tục đạt được những kết quả khả quan. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 5,79%, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng 1,96%. Ước chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,15%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,6%, kim ngạch xuất khẩu tăng 16,6%, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, lao động, việc làm, an sinh xã hội cũng đạt được những kết quả nhất định. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, tội phạm được kéo giảm, tai nạn giao thông làm giảm cả 3 tiêu chí. Những thành tựu quan trọng đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2019. Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung thảo luận quyết định nhiều nội dung quan trọng. Kỳ họp này sẽ xem xét thông qua 16 nghị quyết quan trọng như điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, bổ sung danh mục công trình dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2019. Quyết nghị chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ sông Long Hồ, khu vực phường 1, phường 5, thành phố Vĩnh Long. Quyết nghị mức hỗ trợ đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy và tại gia đình, cộng đồng. Quyết nghị mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, công lập và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020. Một số mức chi của chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020. Đến dự và phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Rón đề nghị đại biểu tập trung phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để làm cơ sở xây dựng các chủ trương, chính sách sát thực tế, tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc nhằm triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ còn lại trong 6 tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo. Ngoài các nội dung đã được đề cập trong các báo cáo, tờ trình của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu và các vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy gợi mở, lưu ý 7 vấn đề cần quan tâm, trong đó ông nhấn mạnh. Tôi đề nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ngành, các cấp, huyện, thị, thành phố có liên quan, quan tâm đặc biệt với sự tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước đây và của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trình bày tại hội nghị này cần có một chương trình giám sát đặc biệt để có giải pháp một cách đồng bộ trong việc giải quyết những ý kiến chính đáng của nhân dân ở trong thời gian qua. Ngày mai, 12 tháng 7, kỳ họp sẽ tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn những vấn đề được đại biểu và cử tri quan tâm. Tiếp tục giám sát.